Đây hôm nay em có một cái khá là đẹp với các bác. Chiếc này là Seiko Chronograph, chạy bằng pin thường và hết pin là chúng ta đi thay. Cái này nó có cái ô cửa sổ đôi, lịch ngày dạng lịch đôi ở trên góc 12 giờ. Khá là hay. Hàng chưa qua sử dụng. Size khoảng 42,5. Độ dày là 12,5. Lắc ở đây em đo được là 49,4, là nó sẽ hợp với anh em tay từ 16 trở lên, là đeo rất đẹp trên này. Mặt của nó thì sẽ có cái màu xám và bộ kim cọc được mạ PVD màu vàng hồng, khá là đẹp. Có bấm giờ thể thao và có lịch ngày. Kính được trang bị trên này là kính khoáng cứng chống xước, và dòng này nó không có dạ quang. Kim cọc thì được mạ PVD màu vàng hồng, ba núm cũng vậy. Mặt sau thì chúng ta sẽ có là Movement Japan Assembler, đây là lắp ráp này. Lắp ráp tại nhà máy của Citizen ở của Seiko ở Trung Quốc. Assembler là bộ khung vỏ lắp ráp ở Trung Quốc. Đó. Chúng ta sẽ có chống nước 100 m, thân thép không gỉ. Bản này nó làm cho thị trường nội địa Nhật. Dây là dây thép đúc đặc và khóa nó sẽ có logo của Seiko. 100 m nước. Chúng ta đi bơi thoải mái. Size 42. Chạy bằng pin tường và bảo hành 2 năm. Các bạn nào đang yêu thích chiếc này thì bên em đang có một chiếc. Chiếc này là mã 6665, giá là 3 triệu 950 nghìn, mã 6665.